Vâng. Đó. Quá trời có cá không? Đó lên. Hui. Lụm gạo không? À, này nó gỡ được ngã ngay mép nữa nè. Ờ, mép không? À. Chào tất cả mọi người. Bữa nay hai thầy trò đi qua bên anh Đạt Cần Giờ ở bên đây đi cắm câu cá thòi lòi hen. Bữa nay có hẹn với anh Đạt đi cắm câu nè. Ông cũng chuẩn bị được 30-40 cây cần câu rồi. Giờ mình đi cắm chút xíu mình đi thăm coi có không ha. Rồi chào mọi người, đến Đạt. Làm gì? Ê, cho Đạt biết giờ. Xin chào các bạn nha, mọi người nha. Đó. Thùng với lại 40 cây cần câu. Đó. Cái này với lại 20.000 tôm. 20.000 tôm. Tôm sáng, là mồi để đi cắm đó nha mọi người. Sáng hai anh em nó bụng tính lấy tôm nấu mì ăn. Mà mua có 20.000 à. Nên phải đi cắm tôm. Nói chung là bữa nay sư phụ thì ổng còn ở bên phà chưa có tới. Chút xíu nữa ông chạy qua tới thì hai anh em tranh thủ nè, mình đi trước rồi mình cắm, chứ để lát nước lên là cắm không có được mọi người. Lúc cần câu mình không thấy ở đâu hết trơn á. Giờ mình tranh thủ mình cắm xong rồi cái nước vừa lên đó, cái ba người đi thăm. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình cắm ha. Giờ mình sẽ quay cắm thử cho mọi người xem cắm câu thòi lòi nó như thế nào. Rồi. Đây. Ở đây mình phát hiện một cái hang nha mọi người. Nó có dấu lên xuống á. Nên Đạt quyết định bây giờ là cắm một cái cần đây. Mình cắm sao anh Đạt? Nè, cắm cho sợi dây nó dùng xuống. Sợi dây nó dùng ra. Đã con cá nó nuốt sợi dây, nuốt cái lưỡi câu vô mà cái sợi dây nó vẫn còn dùng nên nó lâu được đi tới đi lui. Trong thời gian lâu tới đi lui á, nó đã nuốt vào họng nữa rồi. Thế là nó đã bị sao mấy. Cắm đây thêm cây nữa nha mọi người. Bắt đầu mưa xuống rồi, bữa nay hơi khó. Bữa nay mất dấu cái dấu luôn. Tại vì là mình mưa xuống á, mất hết cái dấu đi. Rồi cái dấu nó lên trượt lên trượt xuống mình cũng không có biết được nữa. Dấu nó mới xuống đó, còn bóng lưỡng đó mọi người. Không phải cái hang nào cũng có nha mọi người. Phải một người tinh ý á, lâu năm mà mới biết cái hang nào có, hang nào không bị cấm được. Chứ nhiều khi thấy cái dấu nó mới thiệt nhưng mà không có. Anh Đạt thì sống bên đây cũng hai mấy năm rồi. Đó giờ ông cũng chuyên gia để bắt cua, bắt còng, rồi bắt cá bóng để mưu sinh á. Nên ông nhìn mấy cái này ra, ông có thể nhìn ra được. Giờ ông làm khay bên đó hang. Con này bảo đảm có luôn á. Này con này có 100% luôn á.
con lại nào loại lát không liệt 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 cái đầu tôm á, ngắt mình dục xa xa nha. Không rồi nó ăn cái đầu của no phải không? Ăn cái đầu nó no, nó không ăn lưỡi câu mình á. Mưa quá trời mưa. Mưa này vẫn thấy giống nè. Còng này thì cắm câu mày sợ nhất mấy con còng nha mọi người. Còng là nó phá dữ lắm. Rồi mình để nó làm như là cái bánh sinh nhật của nó vậy. Bù vô quá. Ừ, hai anh em dán cắm thêm vài cần nữa, kiếm thêm vài con nữa. Thì chừng nào cái đi gỡ thì quay cho mọi người xem ha. Bây giờ dán dán chạy vòng vòng cắm thêm vài cần nữa đi. Rồi. Ủa sư phụ, hả? Biết gì đâu mà. Ngồi đại đi. Nó theo dấu được cái mình không biết. Trời ơi hay dữ ta. Nói dù lịch. Làm gì ăn vậy? Bắt về chỗ nhậu. Quá trời luôn cái con dạy. Cái cá này nó quậy đây. Ở nhiều lắm rồi. Để ngày mai con thu phục nó. Chào. Dính này, dính này. Con này dính này. Quá ngon, quá ngon. Nó kẹo, nó bự ra. Hả, thấy không? Chơi. Đó. Bây giờ tháng trời. Nãy giờ ba cần rồi mới dính nha mọi người. Hay quá. Trời ơi, nó thở như chó sủa luôn. Thấy bự không? Thấy không? Đó, sảy giờ nè. Sảy nó sảy mình mỏ. Sảy mình móc. Ăn đây phải không? Nó bị đói nó, sâu lắm. Đây nha mọi người. Lặn hụp gần cả tháng trời. Mới được con cá. Hay là mới đi cắm rồi mà chưa đi gỡ mà than dữ. Mù. Quá mù là mù. Chút mà. Để đây nè. Tôi chỉ cho cách gỡ anh con xong gỡ. Nè. Nè. Nắm đại ra. Bẻ qua một bên. Hiểu không? Chết nó hay sao? Thì chết. Nè, bẻ qua bên đã ra rồi. Nè. À, chưa? Rồi rồi rồi. Móc. Đây nè, móc cái lưỡi câu vô trong cái này anh sẽ giữ gìn đằng phía sau để câu tiếp. Sao mình giục luôn đi, giục luôn này làm cần đâu làm. Làm lại. Tao đi rồi bắt cua tao đạp chắc chết. Lấy lại, lấy cần lại ngồi ơi. Đó, móc vô rồi tiếp tục. Trời ơi, hơn tháng trời được con không có đâu, nhiều lắm á. Thùng quá rồi, trong kèo này bể nha. Rồi dính nè. Cái tao nó không dính đâu. Ghê chưa. Cái ngọn cầu nó cong xuống đó. Quá nặng dữ vậy. Dướng gì dưới rồi. Ủa, cây dồ. Con này bự á. Đó. Quá trời cá bự. À lại lên làm cuốc này. Ừ, sao này yếu dữ vậy ta. Ô cái này sâu quá Đạt ơi. Nuốt lúc biệt luôn à. Đúng không? Đường nào cũng đi à. Nuốt lúc biệt luôn. Con nó quá sâu rồi. Nó làm khó mình rồi đó. Hả? Nó vô ao bắt con cua. Thế rồi bắt ao người ta quái ta. Ao quán mà không. Phải quang không nha. Dạo này nó đăng Facebook lên báo nhanh lắm á. Mở cái tổng đi, lát nha, cắt dây. Rồi con này cắt dây rồi mọi người ơi, chứ nó bỏ tay rồi. Nó nuốt sâu quá. Đi. Ok. Anh bị sức dây cót rồi. Cần này dính nữa nè mọi người. Đó, nó lôi nó nằm ngoài mé không. Con này thì nó không có, con này thì nó không có tha vô hang. Đó, nè 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 nè. Ơi ơi vô. Đó. Đó, con này bự chung ơi. Ôi con này chà bá luôn anh ơi. Từ bây giờ thấy con nào cũng bự hết trơn mọi người ơi. Không có con nào nhỏ hay chưa cấm mà lựa không à. Con này khờ rồi anh Đạt ha. Ừ. Hả?
nó hết dãy như con kia. Con này chắc ăn lâu à. Còn trứng không á? Ủa này lúc biệt luôn đạo ơi. Trứng hỏng dưới rồi. Thì câu mà cái nào không lúc biệt. Ôi da cắn, không có nhiều con chó à. Giờ nó cắn hồng văn nó kìa. Ủa sao, sao nhanh vậy? Chuyên nghiệp à. Móc cừng thôi. Móc lên nè. Đó. Ấy da. Thấy chưa? Đâu? Còn cái đâu móc câu mà cũng không biết là xong rồi. Trong cái cảnh cây xước là dính rồi. Rồi. Nha. Rồi. Chuyện xước thì nó quắn chơi. Cảm động cái nó đợi vị á. Này chị nắm dưới đây nè, nắm dưới nó dở thấy đã. Lúc dưới luôn, lúc dưới gốc coi chừng nắm như gãy á. À. Rồi, nhả lên. Trời, nó đu xuống dưới luôn à. Rồi đó. Đó lên. Hui, hui. Lẩm gà không? À, này nó gỡ được nặng ngay mép nữa nè. Ờ, mép không? Ừ. Con này ngay mép. Còn ham ăn nè. Nó rồi chú. Có anh. Đây nè. Con này ngay mép nó đi vậy. Úi trời ơi, nó dễ quá. Mình giục xuống lại được không? Không. Khỏi kiếm luôn. Bỏ lộn đi. Ê. Sức anh em đi phải có cá gì ăn chứ bỏ lại chết luôn à. Vô thăm cây trong ao, cái này đem theo móc, còn con cua bằng kia. Có không à? Cua theo. Đi luôn đi. Ờ ông nội móc cái gọng dây không móc. Còn cá bự chứ. Cái cây nãy chung. Ờ. Chết à. Ngợp nó không thở được. Ừ. Nó chết rồi. Thế giờ em lặn là lụm. Chết chưa? Chết rồi. Đổ đi. Máu luôn. Sao nó còn cong cong nè. Trời còn nhúng nước nữa nói chung. Có. Mới chết á. Con này mới đi à. Tôi dối. Này nè bỏ vô. Em thấy gì đâu à? Dinh giác. Ây da. Dạ. Dinh giác. Trời ơi. Nó vũ sảy rồi ta. Vũ sảy rồi. Ừ. Cái còng móc đưa cái tay nữa. Trong cái vũi có cái xui nè. Lên bờ đó, lên bờ mà giữ. Mấy người ta, ngồi ơi, thua rồi. Thua rồi, má 5kg. Mày chết mày với tao cái này. 5kg thôi. 5kg. Cua nữa. Cua nè, hoành hành dữ quá. Nếu mà không có bay vô á. Tao nghe ho tao biết rồi. Bày dữ hả? Quá cho nó ho rồi. Nãy mà không có bay vô họng rồi. Đây đi mùa mưa. Mình mùa mưa thất thế rồi mọi người, tại vì nó mất dấu hết chừng. Anh rõ không được mày sao? Anh đừng có cho thỏ tay anh vô chi chống. Chụp giá, lâu nó câu qua bẻ qua bên. Đó. Sao rồi? Bẻ qua bên á. Rồi. Nghe chưa? Ra luôn mà nó muốn chết luôn à. Rồi, ok. Ừ. Hai cụ. Ê. Nó còn sống đó chứ chết là mà chết. Đừng giúp chân lên, dướng lửa lửa ơi. Nha. Muốn đai luôn rồi nè. Đai rồi, chết rồi. Còn sống nè. Nó giục thử cái ha. Thôi bỏ vô đi. Chín nữa tao quần rồi. Ha à, này xám corona lại nghe tao thấy mày ho lắm rồi đó. Nãy mùa hóng rồi họng rồi. Ho mình mới sợ mà. Thiệt mà. Rất là ho mọi người ơi. Đi. Đi lắm rồi nha. Còn giỏi. Con này nó dính nè, giờ nó quấn vô cái cây rồi. Bẻ cây luôn. Đây được nhiêu rồi. Trời ơi, cũng nhữ rồi nha. Chưa đủ 5kg mà. 5kg là bỏ sình vô thêm. Con này chắc ăn sâu lắm đó. Sâu lắm rồi. Ok. Ok. Bây giờ anh đã có tuyệt chiêu gỡ cá rồi nha. Thấy chưa? Ok. Mình lặn cái là nó lên liền.
lặn lặn và đè vô cái nó lên liền à, à thấy không, dịch dịch. Thường ta nói là nghề dạy nghề. Nhỏ sao mini, sao mini mà làm hàng bự dữ vậy trời. Ở ký à ta. Good. Đã được chưa? Còn tôm luôn à. Câu tiếp. Bỏ đi. Tháo tôm em gọi về. Cái hàng con còn câu dính nè, câu gì nè. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Hàng khủng nha. Ôi trời, nó nghỉ dưới luôn á. Thôi đừng, thôi đừng có lo anh dưới luôn. Thổng ơi, Thổng ơi. Từ từ từ. Khui. Cái con lật không? Đó đó, khui 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 khui. Nó nằm quăng dưới gì nè. Rắn cái gì á? Con đẻ. Mày. Trời ơi, bộ gồ ghê không? Cái loại bự mà đẻ. Trời ơi, cái loại khủng lồ. Quá cho bự rồi, đẻn câu rồi. Má nào đẻn câu rồi. Rồi, gãy luôn rồi. Bộ trên, bộ khúc trên. Gãy bỏ luôn đi chứ sao nhờ. Bộ khúc trên anh. Quái vật huynh đệ ơi. Bây giờ thấy cho mọi người, cá bự ghê. Cá này dính ở ngoài mỏ này vậy. Ừ. Ồ, nó bự nè trời. Ừ, cá hết nó nổi hả. Cá xương không à, không có thịt gì chứ. Dám đâu. Giỡn mặt. Cái hàm răng của nó y như con chó vậy trời. Tưởng xảy ra đi mất tiêu luôn. Y như răng người luôn á. Y như răng cái chim trắng á. Ừ. Chim vàng nữa. Giỡn vậy là thấy không vui gì đấy. Hơi hồi hộp đúng không? Thằng mấy con này nó bự ha. Rồi nó bự luôn. Nó xíu xíu. Nước lớn lẹ ghê chứ. Đâu rồi? Đâu rồi anh Đạt? Đâu rồi? Ủa nó nằm đâu? Đâu rồi? Ủa nè, thấy nó nổi ngoài giữa mà ta. Nè 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 nè. Đó. Chạy chút xíu nữa ngợp đi luôn rồi. Ờ con. Con này bự ghê chứ. Con không đâu đâu. Giả chứ kệ kệ từ từ không chết đâu. Ba cây đây ba cây phải không? Ừ, không đâu đâu. Ú, trời trắng ngon. Ú, dồi ôi. Con này không biết thình ha. Con này đẹp ha. Đẹp. Nè, xem anh mở thiệt kỹ nè. Để nó ha không kìa. Thiệt kỹ đâu? Chết mẹ lục rồi. Thua rồi. Không được nào khua hết trơn. Nó dính nữa hay gì kìa. Đằng kia dính nữa kìa, nãy nó đầu hai con rồi. Sao anh Đạt, từ xa anh Đạt thấy hay ta, em không thấy. Như tại anh cắm anh biết mà. Ừ đúng rồi. Người nào cầm đâu nó nhớ hả. Giống như đi soi ếch vậy đó. Ai cầm đèn người đó thấy à. Cứ ông nội nào cầm đèn cứ kì 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 ếch ếch kìa. Cứ đi tới 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 mà mình không thấy hết trơn. Rồi tới người ta bắt được rồi mới thấy. Ừ. Chỉ mà chỉ phải kỹ nha, thấy chỉ sát bên mới thấy. Không ổn này rồi. Rồi để cắm đi. Con này không ổn. Băng gãy một con rồi. Coi chừng ngã cái xô cái là xong luôn á. Không đủ 3 kg chém. Ê ngã cái xô anh Đạt ơi. Không ngã đâu. Ở đây không ngã đâu. Ừ ngã đây coi như xong luôn rồi. Cua rồi cá đồ không đi hết. Rồi tiếp tục đi. Đâu con đó đâu. Kia. Cái tao lặn từ ngoài này lặn vô. Nè nè cái này nè. Đâu vậy nè. Nãy thấy không ở đâu. Sảy rồi. Kìa. Ôi. Sảy rồi. Rồi, sảy rồi. Hả? Cái gì vậy? Kìa nó kìa, thấy không? Ở đâu vậy? Trời ơi, chạy kìa. Lướt sóng mà ghê chứ. Bắt đó. Bà mẹ. Bắt nó được đâu mà bắt nó chạy giống như cái máy gì bắt. Mấy cừu hàng bắt nó nè. Tức quá. Còn cây nữa kìa. Ngon 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 đó. Nè nè, cầm này. Đâu? Tao mới lạng đây nè. Cái gì vậy?
Ủa này 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 này, cho bả lửa luôn. Nhìn cho. Trời ơi con nãy nó bự kìa. Con nãy khổng lồ. Con nãy bự. Trời, con nãy sảy trời. Ôi cá thò, cá thò lồ nhìn mà nó sạch sẽ nhìn đẹp ha. Nè. Đẹp ghê luôn. Không, tùy theo loại nè. Nè nhìn coi. Con nãy trong rừng nó đen. Trong đây trong rừng nó đen mà ở ngoài nó xanh xanh trắng trắng trắng. Nhìn cái cưng ha. Ok, con này anh gõ được đạt rồi. Nướng một cái là ngon nhất, nhưng như đâu rồi. Mỏ giống mỏ cá là hắn. Ô con gì quên này, cá đầu kiến quá hả? Kiến. Nó cùi cùi dưới rồi. Nãy như đây dữ lắm nha. Rồi cá nãy bự. Cái ngon ngon ngon. Lên đầu xác nó. Ở nhà thấy không? Em đứng chân ở chỗ này. Nó ăn mang giày mà. Từ từ. Coi hè. Lúc rồi. Đâu? Lúc rồi trời. Lúc rồi. Nó kéo kìa. Vô. Rồi nó kéo rồi. Con này bự nha. Bự à. Ấy dạ. Hay không? Hồi nãy nói hang này đúng không Trung? Đúng rồi. Thấy không? Ủa má này bự lắm rồi. Nãy Trung nói là hang này là nhìn à, mọi người xem kỹ chứ để có chửi liền. Ừ, lôi kìa. Từ từ mình dìu nó. Dìu gì lên luôn đi chứ dìu gì? Dính dưới. Trời sảy luôn rồi. Nhiều. Cá loại mỗi khu mỗi khác ha. Cái khu kia là cái màu đen. Cái khu này nó nâu hơn chút. Nâu chút xíu. Nó có hai đường sống hai bên lưng nữa kìa. Nhìn đẹp ha. Cá này mình nuôi đẹp lắm á. Sao? Sao rồi? Ủa. Ủa hả? Anh nói rồi. Đúng rồi đó. Anh đè vô. À, mình đè gì phải không? Bỏ vô đi lẹ đi, nước lớn kìa. Còn cả chục cây lận. Giờ với móc vô quần nè. Đó lấy mấy này về đi. Thôi đủ 100 cây lấy 1 lần luôn. Thôi dẹp khỏi, khỏi cây nào hết. Ơi nở đầu lên thở kìa. Rồi. Có chuyện gì điện, xuống. Dưới này. Ở đây mình có mấy cây đại ha, hình như con cây đúng không? Cây trong kia nữa. Trời hên quá. Mấy cây. Vừa sảy luôn hả? Ủa. À, em lên đi, lo lên đi. Mà. Có. Lo lên bờ kìa. Lần đầu tiên bắt được con cái xong. Sợ. Sợ nhà điện á. Mười mấy năm nay rồi bắt được con cái xong này với xong. Chụp tay luôn á. Tại xuôi dưới lưỡi câu thôi. Rồi, đi lên trên kia. Đây. Không. Cái này khủng khiếp luôn á. Khủng khiếp luôn á. Nè, đây nè, sẵn đây đặt nói luôn nha mọi người. Một con cá hồi lồi. Mà nó làm một cái hang. 2 3 4 hang, hang là hang cũ chứ là 5 cái. Thấy chưa? Ủa 6 cái chứ, hang nó ở đây nè. 6 cái hang mà mình phải chọn một hang. Là nó. Ủa lý do hơn sao chọn nhiều hang? Gì? Sao chọn nhiều hang? Chọn nhiều hang 6 cây sao được? Mất doanh thu mình sao? Trời ơi. Không vậy. Lên. Mày hả? Chạy ra cho thoát. Đó, mày sao? Chạy đâu? Nó quậy đã đi. Thích mày nổi rồi. Yeah, thấy chưa? Rồi xong anh lụm chi mày. Ôi con này bông ha, con này bông đẹp nè. Con này không có lượng xương sống ha. Ừ, không có lượng xương sống mà nó có mấy cái bông mà chấm chấm như cái ống sao ha. Có khi nào lai không ta? Nè. Lai giống nhiều loại lắm. Ở dưới quê á. Ừ, mình nói này cho các bạn nghe luôn nè, ở dưới quê là mấy con cá mà. Cá này không có nhớt hả? Thò lồi mà các bạn thấy dưới quê á, ở miền Tây nước ngọt á, là mấy con cá nó ở đây gọi là cá bông dựng. Cho kỳ vậy. Tại vì nước nó lên nó cá nhảy dựng lên, cái con màu xanh nè, với lại con màu trắng cũng giống như vô này nè. Có con màu xanh nữa. Good. Đây. Cầm thử coi. Ơi. Ôi con này cũng bự bằng con cá cứng cũng cỡ cá lạng rồi đó. Cá lạng rồi đó. Một con 10 ký 10 con à. 10 con, 11 con, 12 con. Tổng đâu chừng 9 con vậy. Đâu nhiều chứ. Rồi. Cái này cái cuối luôn mọi người. Đi lên. Chưa, đậu không nãy đó là nó cua chạy. Thấy không Trung? Má con cua chào bá luôn. Nó chạy ra. Nghe chưa? Chưa. Em đặt gốc cây ra được không? Em đặt gốc cây ra đi. Nó cây cứng lắm, có cây đước mà. Bự lắm. Chuẩn nó chạy ra. Đâu rồi cái móc đâu? Trên đây nè. Đúng không? Cua bự lắm phải không? Mới đụng cái đợt nữa nè. Nó tung nó chạy ra, đụng nó. Đụng nó thấy đâu. Con cua bự lắm. Con cua mà. Đào đi con cua bự lắm.
lên trên đó kìa. Cái gì? Đây nè. Xì bóng kìa. Nó bự lắm. Đây, anh qua đây nè. Đó 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 đó, kìa mò lên kìa. Cua cho nó tận cua mà. Chị bự vậy, cua cái, cua cái, cua cái, cua cái. Phải cua này không trời? Xì nó đó hết rồi. Cua bự lắm. Nó chứ đâu mà. Kỳ vậy? Cua cái. Chết mẹ cua cái vậy. Cái gạch á, ngồi. Phải không đạt, móc lại đạt. Hết rồi. Hai con mà con đực cái cái thôi. Má con cua bự lắm. Không chừng còn cua đực bự chổng á. Rồi móc rồi. Kỳ với cái không? Trời ơi, cua cái nè. Cua này ăn nè, chịu nổi. Gạch ra tới đây luôn rồi nè. Nè chưa? Ây da. Xử lý. Nó không biết cổ hút giấy. Giấy nó sao cột trời. Ây da. Mềm, mềm. Ủa sao đây cá cái nó chết với mình này? Cái gì nhỏ nhỏ. Mưa xuống phèn. Rồi luôn. Về tới nhà nha mọi người. Bây giờ ba anh em đi được như đây nè. Đó, cá thòi lòi chắc được cỡ ký á. Rồi à, này nhớ kỹ là con này tôi bắt nha chưa. Con em bắt rồi. Con lịch này là của anh Đạt nha. Lộn, tôi bắt hai cá chẽm nha. Hai cá chẽm đó. Hai cá chẽm của tôi nha. Không làm gì bắt được hai lịch đó. Rồi, chào tạm biệt mọi người hen. Rồi, chào mọi người nha.